Đức đã phải dùng tới máy bay để vận chuyển bệnh nhân COVID-19 nặng từ những nơi quá tải bệnh viện tới những nơi còn giường bệnh. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Đức Gerhard Gass ngày 29 tháng 11 cho biết, hệ thống y tế của nước này đang hoạt động hết công suất và vẫn phải đối mặt với những tình huống tồi tệ hơn. Theo ông, do số người nhập viện vì COVID-19 ngày càng nhiều, các bệnh viện giờ đây không còn có thể cung cấp cho tất cả các bệnh nhân phương pháp điều trị tốt nhất có thể. Thậm chí, các ca phẫu thuật đã được lên kế hoạch có thể bị hoãn lại. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Đức cảnh báo, trong 10 ngày tới, Đức sẽ có thêm hàng nghìn người nhập viện và cần các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Ông cho rằng xu hướng này hiện không thể ngăn chặn và Đức đang tiến dần tới một thảm họa y tế. Do đó, ông Gerhard Gass đề nghị triển khai ngay lập tức các biện pháp chống dịch khẩn cấp để phá vỡ xu hướng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới hiện tại. Ông cho rằng điều này chỉ có thể đạt được thông qua một đợt phong tỏa rộng rãi, không chỉ đối với những người chưa tiêm chủng mà cả với những người đã tiêm. Trước đó, nhiều chính trị gia hàng đầu của Đức đã kêu gọi áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn trong bối cảnh số ca mắc mới liên tục tăng cao và những lo ngại sau sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Đức cũng cho biết, việc điều chuyển bệnh nhân từ các điểm nóng sang điều trị tại các địa phương khác, thậm chí ra nước ngoài, sẽ tiếp tục được thực hiện trong những tuần tới. Theo số liệu của Viện Robert Koch, sáng 29 tháng 11, nước Đức ghi nhận 29.364 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Trên thực tế, con số này có thể cao hơn do hoạt động xét nghiệm bị hạn chế trong 2 ngày cuối tuần. Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày qua là 452 ca trên 100.000 dân. Tính từ đầu dịch, số ca tử vong vì COVID-19 ở Đức là 100.956 ca, tăng 73 ca so với một ngày trước đó.